Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Đình Bonsai. Hôm nay mình có đóng một cặp cây bonsai dạng trực huyền khá lớn. Vì vậy mình phải đóng bằng giá gỗ. Hy vọng thông qua video này anh em sẽ có một cách đóng cây để vận chuyển tới khách ăn toàn hơn. Chúc anh em thành công. Chúng ta hãy chinh phục cách đóng cây này nhé. Cặp cây trực huyền này thì mình làm khá công phu. Một cây như thế này thì cao tầm khoảng 75. Ở thân thì mình làm hết 3,5 kg và các dây 1m1, lá này từ tầm 1 kg đến 1,1 kg, chậu khoảng 32 đến 34, chậu lục giác. Tổng thể một chậu như thế này thì nặng khoảng 17 đến 20 kg. Cặp cây này thì mình làm tổng thể hết khoảng 7 kg dây, 7 kg thân và 2 kg lá. Nó anh em quan sát để cũng có thể về làm. Gốc khá lắc lư. Cây khá đẹp, khá chuẩn. Cái này thì mình để trưng ở cả phong cách thì có ok rồi. Đây là giá để mình đóng hàng đi cho khách này. Mình đã đóng khá chắc chắn và để mình để trưa hai mặt, mặt trước và mặt này để mình cho cây vào. Vậy chúng ta bắt đầu đóng cây. Để đóng cây an toàn thì mình cần thắt các cái điểm nhấn này. Đầu tiên đó là mình dùng dây ruột để thắt lại các điểm nhấn, vì những điểm này thì nó rất là yếu. Đó, anh em thắt hết tất cả các những điểm nhấn. Cây này thì mình đã vào keo nên khá yên tâm ấy, anh em chỉ việc về sai thôi. Còn đến khi nó bị bụi hoặc bị nhớ thì mình dùng một ít nước rửa chén bỏ vào và xịt, nó xịt sạch phơi khô là có thể chơi tiếp theo. Một cây như thế này thì mình có thể bảo hành cho anh em là chơi có thể tầm 5 năm đến 7 năm. Đó. Nếu anh em để trong gia thì chơi khá lâu. Anh em lưu ý là nhớ rắc hết tất cả các cái những cái điểm mà rã nhánh hết và thân lại. Đây, vì đây là những điểm rất là quan trọng trong quá trình vận chuyển thì cây mình đóng cây đi thì nó sẽ rất dễ bị bung. Vì vậy thì cứ thế mình vắt rắc hết cho an toàn. Vì những cây này giá trị rất là lớn. Đó, mình rắc hết luôn. Sau khi mà công tác chuẩn bị dây ruột này thắt các nhánh bằng dây ruột xong đây thì mình sang việc thứ hai, đó là cho chậu vào giá gỗ của mình đã làm sẵn và lót ở dưới này. Đó là một tấm xốp ở góc này, cả góc các bên đều là xốp đi để em bảo vệ tránh vá đập và kết nối nó bằng dây chuông, buộc càng chặt càng tốt ngay. Sau khi mình bọc xốp xong thì qua phần tiếp theo đó là cố định các phần ngọn và các tán rễ tán bay ấy. Đây mình cố định các cái tán này, này. Đó. Cố định ở dưới này này để cho các cái khí xe vận chuyển nó không bị lung lay. Đây này, mình dùng dây ruột để mình buộc vào. Như vậy là khá ổn. Và việc cuối cùng là chúng ta bọc thật kỹ lại để khi đi đi trên đường khỏi bị cả vật và đập vào. Vậy là mình đã đóng xong cặp cây dạng trực huyền, cặp cây khá lớn. Và mình xin tổng kết các quy trình đóng như sau. Thứ nhất là bạn chuẩn bị một giá gỗ thật chắc chắn ấy, vì những cây lớn này thì cần bảo vệ an toàn hơn. Thứ hai là cố định các thân cây và các nhánh cây bằng dây ruột này để khi chúng ta vận chuyển nó không bị bung ra khỏi khỏi thân này. Thứ ba đó là chúng ta dùng xốp này, mút và dây để bọc thật kỹ bảo vệ chậu tránh hiện tượng đổ vỡ. Cuối cùng đó là dùng dây ruột và các cái nhánh này, nhánh cây cứng cáp để cố định phần ngọn này, cả phần nhánh này, cả phần tán bay này để khi chúng ta đi xe này, đó nó giúp chích như thế này thì cây nó bảo vệ rất là chắc chắn. Vậy thì mình đã đóng xong những cây lớn này, anh em có gì thắc mắc thì cứ IP trực tiếp mình nhé. Xin luôn liên hệ về Quang Định, Zalo là 0932 5656 85. Xin chân thành cảm ơn.
Hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo.